quỷ lửa yêu cầu Harry Kane đưa ra yêu cầu chuyển nhượng trong tối hậu thư cuối cùng. Theo tin gần đây, ban lãnh đạo Manchester United được cho đã sẵn sàng từ bỏ vụ chuyển nhượng bom tấn Harry Kane sau những khó khăn trong việc đàm phán với chủ tịch Tottenham Daniel Levy. Đơn giản là quỷ đỏ đã được thông báo rằng cầu thủ không phải để bán, với rất ít cơ hội để đàm phán. Tuy nhiên, trong nỗ lực cuối cùng, Manchester United muốn cầu thủ ghi bàn hàng đầu mọi thời đại của Tottenham Hotspur đưa ra yêu cầu chuyển nhượng, hoặc tuyên bố mạnh mẽ về mong muốn rời đi để gia nhập Old Trafford của Anh. Đội bóng về hạng 3 Premier League mùa qua định giá Harry Kane vào khoảng 80 triệu bảng, trong khi giá yêu cầu là 100 triệu bảng cho một cầu thủ sẽ bước sang tuổi 30 vào tháng tới và chỉ còn một năm trong hợp đồng. Đội trưởng của đội tuyển Anh rất muốn ra đi và huấn luyện viên Erik ten Hag đang rất cần một tiền đạo đẳng cấp, nhưng họ không sẵn sàng để tình hình kéo dài thêm nữa. Đối thủ cùng thành phố của họ, Man City, cũng từng rơi vào hoàn cảnh tương tự 2 năm trước, khi họ sẵn sàng trả 100 triệu bảng cho Kane nhưng Tottenham Hotspur đòi 150 triệu bảng. Khi đó, Man City cũng muốn Harry Kane làm rõ ý định bằng việc thúc đẩy vụ chuyển nhượng, nhưng có vẻ như cầu thủ đã không đủ quyết liệt. Manchester United được biết cũng đang xem xét các lựa chọn thay thế và đã bắt đầu các cuộc đàm phán mua chân sút Rasmus Højlund của Atalanta với giá 52 triệu bảng. Tiền đạo 20 tuổi người Đan Mạch đã ghi 10 bàn sau 34 lần ra sân cho câu lạc bộ Italy mùa trước và có 6 bàn trong 6 lần khoác áo đội tuyển quốc gia. Ngoài ra, quỷ đỏ cũng rất quan tâm đến Victor Osimhen, 24 tuổi, được định giá 100 triệu bảng của Napoli. Chủ tịch Napoli, Aurelio De Laurentiis, cũng đã để ngỏ cánh cửa cho Manchester United.